Ok, hello, chào mừng tất cả các bạn quay lại với channel Nguyễn Nam Gamer của mình. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn một cái bản LED về các đại xe mà mình vừa mới làm được nha các bạn. Thì đầu tiên thì cái bản LED thì nó là giao diện như thế này. Đó. Thì hiện tại mình đang sử dụng LED là Nguyễn Nam Gamer. Hiện tại mình đang sử dụng LED Nguyễn Nam Gamer các bạn. Và bây giờ thì để mod cái LED vào thì các bạn sẽ thì các bạn sẽ bấm tải cái file LED mình sẽ để phần mô tả, các bạn bấm tải về nha. Và sau khi tải về thì các bạn sẽ làm theo hướng dẫn như mình chia sẻ nha các bạn. Ok, giờ mình sẽ vào thẳng cái rồi tiếp theo là bây giờ sẽ các bạn sẽ tải cái file về rồi thì các bạn sẽ mở Zachiever lên nha, hoặc là không giải mén thì các bạn sẽ điều dùng về Zachiever mở được. Thì đầu tiên các bạn nhấp vào trên cái thanh tinh cùng và các bạn chọn bộ nhớ thiết bị này. Rồi sau đó các bạn kéo xuống thì các bạn sẽ mở cái file OB ra và bảo vào Android này, OB nha. Rồi Camaleo thì đây là cái file main này, main 200638. Các bạn nhớ là cái phiên bản mà 3.7.1 này là các bạn phải sử dụng cái OB này. Các bạn nhấp giữ vào và nó sẽ bấm là mở lưu trữ này, mở như lưu trữ. Rồi bấm access bin data. Rồi thì trong cái phần này là cái phần mở, trong cái phần data này các bạn để ý là cái dấu cộng màu xanh phía dốc góc phải màn hình này, bấm vào. Rồi để mình di chuyển này ra. Rồi các bạn bấm vào cái phần ô màu xanh phía trên này, trên cùng nhấp vào thì nó sẽ cho mình thêm tệp. Thì các bạn sẽ nhấp vào cái chỗ mà các bạn tải về và các bạn giải nén ra. Thì đây mình lưu nó trong cái thư mục download này. Nói chung là mod này mod nhiều lắm các bạn. Rồi Zalo. Rồi thì mình sẽ ở đây mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái xe Hoàng Long trước nha. Hoàng Long nhấp vào. Rồi các bạn nhấp vào giữ này. À, nhấp vào một cái nha, sorry các bạn, nhấp vào một cái. Rồi các bạn bấm thêm nha. Đó, các bạn chờ nó lót xong. Nó lót này rất là nhanh luôn, tích tắc luôn các bạn. Rồi ok, nó đã lót xong rồi. Thì bây giờ, các bạn quay trở lại game thôi. Các bạn quay xóa này. Xóa cái game mà nãy mình đang mở đi. Rồi bạn sẽ mở game nha. Thì cái game này nói chung là nó cũng có rất là nhiều cái hay để các bạn trải nghiệm, thì thời gian tới thì mình sẽ chia sẻ nhiều hơn nha. Đó, thì đây là cái các bạn đừng để skin nha. Skin thì các bạn có thể làm và các bạn mod vào rất là đơn giản luôn. Nhưng mà LED này thì khi mình mod vào thì nó sẽ như thế này các bạn, mod Hoàng Long. Thì hy vọng qua cái video này thì các bạn sẽ cảm thấy thích thú để mình mod cái skin khác lên nhìn nó đẹp hơn nha. Cái xe này nhìn nó trắng trắng nó kỳ quá. Mình sẽ chọn cái livery khác. Thì ở đây mình tải skin mình nhiều lắm, mình làm rất là nhiều skin luôn. Thì ở đây mình chọn một skin skin Nguyễn Nam nãy đi. Mình chọn cái mà nó có màu mè xíu. À, xe Nguyễn Nam Gamer nhưng mà LED thì LED Hoàng Long nha. Ở đây mình làm tương đối thôi, còn bạn nào muốn skin đẹp hơn thì các bạn tự làm nha. Hoặc là bạn nào muốn làm skin nào đó thì các bạn cứ comment lên thì mình sẽ làm và chia sẻ với các bạn trong thời gian sớm nhất. Ok, thì LED Hoàng Long nha các bạn. Cảm ơn bạn rất nhiều và đừng quên để lại một đăng ký kênh, một like và một share, cũng như là nhấn thêm chuông để theo dõi những video tiếp theo. Hẹn gặp lại các bạn ở bản mod tiếp nha. Bye mọi người nha.